Xin chào tất cả anh em ZX1 Fan Việt Nam nhé. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em cái tính năng, đó là cái tính năng hoa đăng. Thì anh em sẽ đến các thành thị, 7 thành thị hoa đăng để anh em tham gia sự kiện hoa đăng này nhé. Thì nó sẽ xuất hiện ở 7 cái thành thị lớn ở ngoài. Đây mình đang ở thành Bệ Kinh, hướng 3 giờ đây. Hướng này này anh em sẽ chạy đến để tham gia hoa đăng. Thì đến hoa đăng thì anh em sẽ kích vào hoa đăng để trả lời câu hỏi. Thì đây là câu đố như sau: ngựa nào sau đây có tốc độ di chuyển 40%? Ngựa nào anh em? Đủ má ngựa nào đây? Ngựa nào có tốc độ di chuyển 40%? Bạn đã sai. Bạn đã đáp sai. Hãy liên tục. Nhân vật chưa từng gặp Phạm Tăng cần bao nhiêu viên tinh hồng bảo thạch để tẩy tủy? Bao nhiêu? Nhân vật chưa từng gặp, tất cả đều sai anh em nhé, vì thì mình đã chưa từng gặp mà. Ok, hãy tiếp tục. Ai là người thập đại môn phái đều kinh phục? Đủ má, ai đây? Độc Cô Kiếm à? Ôi, trả lời bừa cũng đúng anh em. Hãy tiếp tục. Trương Tông Chính là môn đệ của Trương Tông Chính hình như là của Võ Đang. Ok, bao nhiêu giờ xin nhận phần thưởng? Ô, đủ mẹ đã nhận được đâu. Bạn đã sai. Tiếp tục. Người chơi đẳng cấp 25 nhận được sư phụ gọi là gì? Ký danh đệ tử. Chết mẹ rồi. Có bao nhiêu táp phường khi sử dụng? Tôi thử kinh nghiệm. Có bao nhiêu táp phường là cái đéo gì? Thôi cái này trả lời đại anh em nhé. Ồ, trả lời đại cũng đúng này. Hãy tiếp tục. Ngựa nào sau đây có tốc độ di chuyển 40? Đạch mã đi. Sai mẹ rồi. Ngựa nào tốc độ di chuyển hoa ngọc hoa thông? Đấy, ngựa nào di chuyển tốc độ 30 là anh em phải con tìm con ngọc hoa thông gì ấy. Hãy tiếp tục. Món nào được yêu cầu trong nhiệm vụ giao khoáng? Món nào à? Món nào được yêu cầu? Hình như là huyền thiết khoáng đúng không? Hay là chu sa khoáng? Hãy tiếp tục. Hà Linh Phiêu khi đánh bại có thể rơi vật phẩm gì? Hà Linh Phiêu khó nhỉ. Thừa tiên thì có tác dụng gì? Vừa tăng sinh lực vừa tăng nội lực. Trong mập bang hội đi sao phu tốn bao nhiêu? 500 lượng. Hãy tiếp tục. Đường nghệ giáp bán sốt được bao nhiêu? Đủ má. Đường nghệ giáp là bao nhiêu? 3 hội Lào hạng 4 ở giải khó vãi lờ. Đủ mẹ anh em ơi, khó vãi lờ luôn thật. Đéo anh được. Bang hội Lào đạt 4 gì ấy? Đạn hạp 4 ở giải gì đấy? TH chịu mẹ luôn rồi. Ồ, cũng trả lời vừa không đúng này. Hãy tiếp tục. Có bao nhiêu thổ địa phù? Thổ địa phù. Đủ mẹ thổ địa phù. Bọn này điên à. Võ Lâm Truyện Kỳ có tổng cộng bao nhiêu cụm server? Cụm server đi đấu trường. Địp mẹ cái này thì tôi chịu rồi. Trả lời bừa đi, 10 cụm đi. Huyền Giác Đại Sư, tất cả đều đúng đi. Hãy tiếp tục. Đào Thanh Phân đánh bại có thể rơi vật phẩm. Tất cả đều đúng đi. Hãy tiếp tục. Tăng một điểm sinh khí của hệ hỏa được bao nhiêu? Một sinh khí của hệ hỏa hả? Xem nào. Sinh khí của hệ hỏa. Đủ mẹ sau đó nhận được cái gì ta? Đây rồi, người chơi trên đẳng cấp 25. Ký danh đệ tử đi. Ô, sao lại vậy? Sao lại khó vậy? Trời ơi, anh em nào biết câu hỏi không? Đủ mẹ đã trả lời bừa. Boss nào sau đây có thể xuất hiện trên mạc Thảo Nguyên? Đoán Hằng Yên. Chết mẹ rồi, nhầm rồi. Kiến Tính Phong Sơn, động lưu dương ở đâu được lưu điểm? Kiến Tính Phong Sơn. Tất cả đều sai. Triều Môn Thiên Vương là ai? Dương Anh. Ôi, còn một câu nữa thôi anh em. Bạn cần gặp ai để kết bái Kim Nam Nguyệt Lão? Nó đủ má nó chứ. Hãy tiếp tục. Từ cấp 100 trở lên ăn bậc cầu hoàn. Cái này đéo nhớ được anh em ạ. Đéo nhớ luôn. Đúng rồi. Ai là người thập đại môn phái đều kinh phục? Tập Cô Kiếm.
Vương Thiết Trượng thợ rèn. Vương Thiết Trượng là thợ rèn thành nào? Đù mẹ nhớ thế đéo nào được anh em. Bạn gặp ai để kết bái kim? Ôi, cầu hoàn hình như là 95 hay 97 nhé. Tiếp tục trong võ đông bao nhiêu thôn chấn? Thôn chấn hình như là có 8 hay 10 nhỉ? 10 thôn chấn. Trưởng môn Côn Lôn là ai? Đạo Thanh Chân Nhân. Trận Tống Kim một ngày bắt đầu mấy giờ? Cái đéo gì đây? Làm gì có giống ở đây đâu. Mẹ tài này toàn copy rồi. Hãy tiếp tục. Có bao nhiêu trường phái trong trường phái về kiếm? Kiếm thì gồm có võ đăng kiếm là một này, Nga Mi kiếm là hai này, Nga Mi kiếm, võ đăng kiếm, Trường Tôn Chính là môn đệ của ai? Trường Tôn Chính là môn đệ của võ đăng. Tống Kim có bao nhiêu phương thức thi đấu? Tống Kim hình như có 2 phương thức hay 3 phương thức. Võ Lâm Triệu Kỳ có bao nhiêu LBC Long Ngũ? 10. Đủ mà, mày có vãi trưởng à. Đây là nó đều này. Giờ nó lặp lại này anh em này. Hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến đẳng cấp tứ phong. Lâu lắm ông làm cái này ai mà nhớ nổi anh em. Có anh em nào nhớ nổi không? Boss tiểu là hình như là có 5 con không? 5 con boss tiểu. Sau khi online mấy giờ nhận được điểm phúc duyên? 2 giờ. Huyền Giác Đại Sư khi đánh bại có thể rơi vật phẩm nào? Tất cả đều đúng rồi. Phục ma từ kiếm cung. Ô, chúc mừng bạn đã đúng liên tục 3 câu. Được có trả lời IP này anh em này. Được có lên 1% này. Lên 1% luôn. Ok, trả lời tiếp nào. Một ngày đánh mấy trận tấm kim? Wow. Một ngày đánh mấy trận tấm kim ở GX thì 3 trận, ở đây thì nó ghi là 5, 6, 7, 8 thì biết đéo là bao nhiêu. Hãy sinh nhật Võ Lâm thì tháng mấy? Sinh nhật Võ Lâm này là tháng mấy nhỉ anh em nhỉ? Sinh nhật Võ Lâm là 10 này. Võ Lâm Triệu Kỳ có tối đa là bao nhiêu kênh tán gẫu? Xem nào. Kênh hệ thống là 1. Kênh thế giới là 2. Kênh thành thị là 3. Kênh mật là 4. Thêm mà riêng là 5. Thì như là 6 đúng không? Chết mẹ là nhầm rồi. Bang hội 2 thành. Cái này thì ai nhớ nổi. Tăng được điểm sinh khí hệ kim thì được bao nhiêu? Sinh khí hệ kim là được 8 điểm. Boss nào sau đây có thể xuất hiện trên mạng Bắc? À, Nhân Ngã. Võ Lâm Truyện Kỳ bang hội được lập ở đâu? Có vãi anh em ạ. Chiến trường Tống Kim một ngày là bao nhiêu phương thức á? Thì bao nhiêu phương thức thì như là có 5 phương thức. Để có được 2 cặp sư đồ thì ít nhất là sư đồ bao nhiêu sư đồ thiếp? 2 sư đồ thiếp. Ừ, sao lại thế nhỉ? Kết thúc Tống Kim bên bạn thắng là được bao nhiêu? À đây này, cái này thì đúng này. 3 điểm danh vọng. À, còn cái này là cái gì đây? Ồ, mẹ nó. Có mấy thiên thanh tới tờ hoa đảo. Khó vãi anh em ạ. Ngũ độc trưởng là độc diện năng quân hay là hắc diện năng quân? Hắc diện năng quân đúng rồi. Tổng số boss tiểu hoàng kim là bao nhiêu? Boss tiểu hoàng kim như là có 5 thôi. Hãy tiếp tục. Có bao nhiêu loại dược PK? Loại dược PK thì như là có 10 đi. Đúng rồi anh em. Đấy, trả lời thì anh em sẽ được XP thôi, còn trả được cái vật phẩm gì cả anh em. Rồi, hết rồi, hết hoa đăng ở đây này. Hoa đăng đầy đây này anh em này. Đấy, anh em chạy xuống đây anh em trả lời thì có bao giờ là anh nào trả lời được xong thì nó sẽ mất cái sự kiện hoa đăng. Đấy, tất cả các thành thị anh em có thể là chạy qua. Khi nào nó thông báo là có cái dòng chữ là sự kiện hoa đăng ấy thì anh em sẽ chạy đến đây để trả lời. Ấn vào hoa đăng để trả lời anh em nhé. Toàn câu hỏi hóc búa thôi, mình nói chung là lâu lắm không chơi ấy là mình sẽ quên đấy anh em. Nhiều anh em sẽ trả lời bừa thôi. Ok, mình xin phép là dừng video ở đây anh em nhé. Đấy là giới thiệu cho anh em một cái tính năng, đó là cái tính năng sự kiện hoa đăng của game ZX1 Air Fun.